thì em thấy cái vấn đề mà đi chơi đi nói chuyện thì rất là bình thường. Vui mà anh thấy ghép vậy nó mới vui. Rất là bình thường. Chứ giờ không ghép cái gì đâu mà nói. Cũng đúng. Sao lúc đầu vô giới thiệu là đáng lẽ là anh ấn tượng em nhất. Một phần anh thấy giống rồi nhiều cái thấy giống tính anh. Mà em muốn cũng được. Em muốn được, nói chung muốn được. Em thích bạn gái vậy đó. Không phải kiểu đừng có hiền quá. Thì tính em là ok. Kiểu đầm hơn, lớn hơn mọi người. Kiểu đúng rồi, đúng rồi. Anh thích vậy đó. Anh đã xác định anh quen rồi á. Thì anh hay suy nghĩ á, hay lo lắng. Anh quen lâu không? Bao lâu rồi mình bắt đầu có cái suy nghĩ là sao lo lắng rồi thế này. Không, anh một khi đó, đây, ví dụ như anh với em như hôm nay hẹn hò rồi nói chuyện, nếu mà quen á, qua ngày mai là anh đã xác định đó là người yêu anh rồi. Thì anh bắt đầu sẽ bắt đầu như vậy đó. Bắt đầu trách nhiệm của một người yêu. Đúng rồi, ai cũng cần một người như vậy mà. Chứ không phải là mình bắt đầu mình thích người đó rồi mình chỉ mới là thích thôi. Mình cũng có một cái mối quan hệ rõ ràng luôn. Đúng rồi. Xác định là cho ai cũng biết. Vậy nếu mà anh mà là người bí ẩn chắc cũng khó mà hả? Khó giấu lắm à. Chắc kiểu mà thì kiểu mà mình ví dụ mình là đúng người bí ẩn thì mình sẽ bị dễ bị ghen á, đúng không? Đúng rồi, dễ bị ghen, đúng rồi đó. Ghen á. Ghen chứ thì em tính em vậy nên mấy bạn cứ đó là người bí ẩn đó. Trời, em người bí ẩn á hả? Bồ em mà vậy giống như là chắc em ghen dữ lắm đây. Giống như tụi anh cứ đoán em với ông Trung đó, ổng cứ sắp em hoài đó, ổng cứ chọc em là kiểu mà em kiểu giống như em chạy đời dữ lắm rồi vậy đó. Tính anh mà anh thích ai là anh không sắp được. Anh cảm giác nó xa ra, anh kì em dạ? Dạ, xa ra và anh nhìn người ta, anh quan sát người ta. Ủa sao kỳ vậy? Ừ, tính anh khác thằng Trung vậy đó, anh không làm kiểu mà sắp sắp vậy là dễ mất lắm á. Thì mất chịu thôi. Đúng không? Tại vì anh nghĩ đi, mình thích người ta mà kiểu mà mình không có ra hiệu cho người ta biết là mình thích người ta. Mình thì mình cũng, các người kia cũng nghĩ là chắc bạn này cũng không có thích mình. Nếu mà người đó có duyên với mình thì ok, còn không nếu mà không có duyên thì thôi thì vẫn đi theo người khác ok, anh không quan trọng chuyện đó. Nói chung á là cái gì của mình thì là của mình đúng không? Nhưng mà mình không giữ là cũng không là của mình đâu. anh thì không tin vào cái câu đó lắm. Mình nên giữ một chút tỉnh đi, mình nên giữ một chút xíu đi. Ví dụ mình đã cố tình mình tỏ ra là người mình thích người ta rồi mà người ta vẫn không thích mình, ok. Thôi vậy thôi, mình nên bỏ ra chút xíu thôi cũng được, không sao đâu, không mất mát gì đâu. Wow. Tại vì mình cũng đã muốn tiếp cận người ta rồi. Còn cái này là anh không tỏ ra người ta biết người ta thích anh luôn á, thì làm sao người ta thích anh được, đúng không? Tại vì cái kiểu mà anh cứ xa xa người ta rồi người ta cảm giác là ừ chắc anh này cũng không có thích mình đâu. Thì mình thích người ta để làm gì, con gái mà anh. Okay, anh là con đi. Trai okay, mà okay, okay. Cảm thấy cái người nào mà phù hợp với mình thì cứ quen, thấy không? À. Anh không cần thiết cái đó gì đó. Tại trước giờ anh vậy, anh quen con gái cũng vậy á. Khi nào mà anh quen người đó, anh thấy người đó quá tốt. Cái mình tự nhiên mình thấy mình hết ok rồi, mình không ok được cũng phù hợp nữa. Thì anh lúc đó anh sẽ giãn ra. Chứ anh không phải thuộc dạng mà níu giữ cái gì đó không về mình mà mang tới cái đau sự đau khổ cho người đó. Anh không thích vậy. Anh cảm thấy người ta không còn cần anh nữa thì anh cứ đi thôi. Không phải là không cần mà là anh không thấy không mang được cái hạnh phúc cho người đó. Tự nhiên người ta cảm thấy là anh như vậy là đủ với người ta rồi. Thiệt, tại mình đâu có cảm nhận được hết đâu. Anh khác, cuộc sống anh nó khác. Bởi vậy suy nghĩ em cũng giống anh vậy đó. Nên bây giờ mình mới ngồi ở đây nè. Cuộc nói chuyện với anh Trường á, thì mình cảm thấy là anh cởi mở hơn. Thì mình mới cảm thấy là anh này anh cũng kiểu anh cũng tình cảm. Điểm mà mình thích ở anh Trường á, là kiểu là giống như anh Trường lớn hơn mọi người, kiểu đầm tính hẳn luôn so với tất cả các bạn còn lại. Còn về cái mặt mà không thích thì chưa có cái đó. Anh Trường thì cũng tính tình khá ok, người đàn ông đậm đan á. Anh khác tính chung nha, tính chung đầm nhưng mà tính chung kiểu vẫn còn con nít trong đó, có xíu con nít. Nhưng mà tính anh đầm là kiểu cái đầm mà kiểu đầm người lớn á. Còn Phúc hả? Phúc thì Phúc cũng ok mà, tại vì em không có ấn tượng với những người đó nhiều. Em chỉ ấn tượng với vẻ đẹp trai của Phúc thôi. Phúc ở ngoài khá ok, nhìn Phúc rất là đẹp trai, dễ thương. Thì đẹp trai thì ai cũng muốn mà. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đầu thì không ấn tượng, nhưng mà dần về sau á thì mới biết là kiểu mà mới gặp thì mình trao đổi, mình nói chuyện với nhau để mọi người tìm hiểu nhau thôi, thì có hơi sôi nổi xíu. Và về sau thì thấy tính cách cũng ok. Bạn đó kiểu là những cái bạn nói thì bạn nói, những cái bạn không cần nói nữa. Chứ không có giống như lúc đầu.